thí nghiệm kéo tay tại hiện trường ấy, để test cái độ bám dính. Mà keo nó đứt thì có nghĩa cái lực cố kết trong bản thân keo ấy. Đó, cái lực cố kết trong bản thân keo nó sẽ nhỏ hơn cái lực bám dính vào mép này. Đó, khi nó như này mới là đúng là đạt yêu cầu này. Okay. Vì quan trọng trong keo là phải cái bám dính vào hai bên này để nó đảm bảo cái độ kín kín khít và kín khí và kín nước. Okay.